đâu mọi người ơi. Em tại vì giống như mùa hè á, mọi người thích trồng nhiều loại rau lắm, rau với bông ha, rất rất là nhiều luôn mọi người ơi. Cho nên là bây giờ cũng xin phép cái bé này nè để quay ha. Bé này thích làm vườn lắm lắm luôn. Cho nên là giờ em không có ở nhà, em đi làm rồi. Thì bây giờ mình quay một vòng cái vườn nha, đã lắm mọi người ơi. Quay cho mọi người coi nha. Đây là có một bí hay cái gì đó, lại là bồ công anh mọi người ơi. Bữa tới bây giờ vụ án bồ công anh khá nhiều trong video của em ha. Đây là cái rau này là tự cái gì quên này, giống như rau dền vậy mọi người. Đây là ngải cứu, cứ quên cái tên của nó hoài à. Ở ngoài đây là bí. Em nó trồng khá nhiều bí luôn mọi người. Bí ha. Đây nè, có một trái này nè. Đây, mọi người thấy cái trái bí chưa? Đây nè. Wow. Nhiều lắm mọi người ơi. Em thấy trồng mấy dây bí luôn. Bí trồng ăn bông đã luôn. Đây là đậu nè mọi người. Đó, đậu nè. Nó đang lên ha. Đây nè, đó. Đang lên. Bí hả, ăn bông đã luôn á ta. Cái này là kale nè, kale, ớt, salad, ớt. Để em đi vòng qua kale ha, trồng kale quá chừng luôn. Đây, để đi ra đây. Này bông cúc, em mới đầu em tưởng đâu tí tầng ô, hay là tầng ô vậy ta, hay là tầng ô mới có bông vậy đó. Này em cũng không biết nó là cái gì, tầng ô hay là cúc luôn á. Đây ớt, cái ớt này là mọi người thơm mọi người nè, cái giống của nó nè, nó tím tím nhưng mà khi mà ấy lên á, khi mà chín á là nó đỏ nha. Trời ơi, sen đá nè, sen đá cũng cưng hết sức luôn. Trời ơi, sen đá như cái bông vậy chị ơi. Nè coi sen đá này thấy thương không, như cái bông hồng vậy. Thương ha. Đây là dắp cá, lúc nào cũng đồng đen hết trơn. Dạ. Thương ha. Đây là mọi người, rau dền, kale, cái củ củ dền đó mọi người, củ dền đó. Đây nè, dưới đây có cái củ đó, củ dền ha. Cải, lại là bí nữa. Trời ơi, coi cái bụi nha đam kìa, quá chừng luôn mọi người ơi. Chắc là nó không rảnh tách ra đó, quá chừng cái nha đam luôn. Mà đây, để quay ngược lại cho mọi người coi cái này nè. Ta ra bự chưa, bự lắm luôn á nha, nó bằng cái mặt em luôn á. Bự ơi là bự luôn, rất là bự luôn mọi người. Cái lá cũng bự lắm lắm luôn á. Đây, bạn này là sắp nở. Đó. Đây nè. Mấy bạn này là vài bữa nữa nó nở ra hết luôn nha mọi người nha. Nó nở ra sẽ rất là đẹp luôn ha. Tại vì mấy cái này là cái nụ á. Cái này nè, là cái nụ nè, là vài bữa nó nở hết luôn đây. Đó, nó sẽ nở xung quanh cái cây này luôn ha. Wow, đẹp ghê. Đó. Bạn này sao úp mặt xuống đất vậy? Buồn gì á? Đây. Đây nữa nè. Đó, vài bữa nó sẽ ra rất là đẹp ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cà chua. Quá xá mọi người ơi. Từ bữa giờ đi tới nhà ai cũng có vườn hết mọi người. Cho nên là em cứ ham á, cứ quay cho mọi người coi. Đây là tía tô nè, tía tô tím. Đây nữa nè, do là bây giờ nó chưa có chín đó. Cái này là cà chua bi nha mọi người, cà chua bi, cà chua nhỏ nhỏ bỏ vô salad á, cà chua bi chứ không phải là cà chua lớn ha. Đó, bây giờ nó còn nhỏ, vài bữa nữa nó đó. Đây là cái con chả đỏ nè. Đây nè, đây con trái chín này nè. Đó, em bé xíu xíu.
Đây, chỉ vậy giờ thôi. Đây là ngò, ngò lên bông hết rồi. À lên hồi ngò già chắc là để gì á, làm giống á. Bên này là rau muống nha. Nguyên một dãy rau muống nè. Đó, rau muống như này đi qua cái đường kia mới được. Ơi, bắp nè. Đằng sau cái dàn bắp này là em lại thấy một dàn bông hướng dương tiếp nữa. Bên kia là cái này capsicum chắc. Đây nè, này là capsicum, capsicum, capsicum. Đó, đây là cái bông gì. Đây nè mọi người, rau muống ha. Rau muống á. Đã ghê luôn, anh bước vô luôn coi. Đây hành nè. Trời, hành cũng xuất sắc luôn. Đây rau muống. Đó, dài tới đó luôn. Rau muống hơi bị nhiều luôn. Rau muống nhiều quá. Bên đây là cái gì ta? Cái như cây kiểng á, cái tức ghê, nhiều khi không có nhớ từ để mà nói luôn. Em không nhớ là cái gì. Đây nè mọi người, cái trái nhỏ nè, cái bí nhỏ nè. Đây. Nó bé xíu rồi nha, nó còn nhỏ lắm. Đây là trồng rau muống mà trồng kiểu thủy canh nè mọi người. Nè. Nè ha. Đây. Đó, nước nè. Nè, nước nhiễu tổng tổng luôn nè. Trong này là nước ha. À, là rễ nè. À, mà nhìn nhìn mấy bạn ấy có vẻ cũng rất là tươi tốt mọi người ơi. Đó, nguyên một dãy luôn. Thấy vậy chưa, có nước á mọi người. Vài bữa nó lên đó, nó bò ra ngoài cỏ luôn đó. Đây nữa. Đây, ba em nhỏ xíu dưới đất. Bông thiệt nha mọi người nha, không phải bông giả đâu. Đây nè, mấy bạn này là nở rồi, sắp tàn luôn rồi, sắp lấy hột luôn rồi. Ngược nắng. Cái bạn này có con ong. Ong đang bo bu nè. Ong đang hút mật hay sao á. Đó. Đang hút mật. Bạn bắp này sao lẻ loi vậy? Kheo. Bí bí quá chừng mọi người ơi. Trồng bí ăn bông hay sao á. Quá chừng bí luôn á. Dền. Với lại mấy cái dây này không biết dây gì, nó chắc là dưa hấu hay gì. Giống như dây dưa hấu á. Đậu. Bí nữa nè, bí quá sao bí. Đây là đậu nha mọi người nha. Đậu á. Đậu nó nhanh lên lắm, thấy vậy á. Mấy dây này chứ hả, hái vô là nhiều lắm luôn á. Nó lên tầm 2 3 lá nữa là có bông là ăn được rồi đó. Cái này có vẻ như cà rốt rồi ta. Chủ nhà không có ở nhà, không có hỏi được luôn. Chanh. Đây là mùng tơi. Cái này nó bị trong mát vô mát. Mùng tơi nha mọi người. Ủa? Đúng rồi. Mùng tơi hay đâu giờ, mùng tơi. Đây, mùng tơi tím á. Mực mùng tơi màu tím viết thư tình cho em á mọi người. Đã này nè. Trời ơi, đậu bắp. Trời ơi, cái đậu bắp có chút chiếu mà ra mấy trái là thấy thường quá vậy. Ủa sao không thấy bông ta? Đậu cái bông đậu bắp cũng đẹp lắm mọi người. Nó ra trái rồi. Còn cái nơi trên này nó chưa có nở. Để điên vòng này xong rồi quành lại đi ha. Tại muốn quay cho mọi người coi mấy cái trái plum á. Trái mận á. Cây này là cây gì em không biết. À. Cây đó là cái gì ta? Mẹ em nó chuẩn bị cái vàng nè. Đó, cho nó leo lên nè. Nó leo nóc nhà luôn. Ủa cái dây này là dây gì ta? Em cũng mê chồng lắm mà sao cái dây này nó gì? Chanh dây hả?
lại bầu và lại bí. Đây em đang tào lao, em đang nghía cây hàng xóm mọi người ơi. Ôi trời ơi, cái bí nè, ta bự chưa, bự quá chừng ha, mà nó chưa chín đâu. Bí rợ bên này bự lắm, trái mấy ký, cái chục ký, ôm không nổi luôn. Đây em đang tào lao mọi người ơi, em quay cây nhà hàng xóm đây coi nè mọi người, cái cây trái quá chừng trái luôn. Đây nè, không biết cái cây gì, cái trái gì luôn. Đây em hái thử trái, lựa trái nào hồng hồng đỏ đỏ gì ăn thử. Cái gì nó cao quá, thước tất có hạn, thì em hái trái này có vẻ chua mọi người, nhìn thấy chảy nước miếng luôn á. Chua chua, không chua lắm. Chua chua ngọt ngọt, cái vỏ chát chát. Cây đào long ha, cây đào long, cây nào có trái nè mọi người, mà rụng hết rồi chim nó ăn. Đây quay dưới đất nè, đây trái bự lắm luôn, rụng hết trơn nè. Đó trái plum á, rụng muỗng ghê ha, rụng còn yên nguyên luôn hả, chỉ mềm thôi còn yên nguyên luôn, rụng quá chừng không ai ăn hết. Mà bây giờ nó cao quá, giờ muốn hái hái cũng không được luôn. Nào cái cây nè mọi người, nè đó, nó cao quá sao hái. Em muốn ăn thử trái coi nó chua chua hay là nó ngọt hay như thế nào. Hết luôn rồi. Mấy bữa bé nó kêu em, nó kêu qua hái nhưng mà không có giờ để qua luôn á. Bữa nay thì qua thì nhỏ lại bị đi làm overtime. Đây là cây lê, cây lê nha mọi người, nhưng mà chưa chín. Đây nè, cây lê quá trời. Nè, quá chừng trái luôn mọi ơi, nhìn nè, quẹo qua đây quẹo qua kia, chỗ đâu cũng trái hết. Cái cây đằng sau rụng hết ủng em ha. Ờ à, gió quá nó rụng hết trơn, ủng gì đâu luôn á. Con bé ở chung nhà nó mở cửa cho vô. Cây plum để đi qua bên kia nó mới nhiều trái. Nhưng mà cái cây này cái cây kia nó giống trái nhưng mà sao nó khác lá vậy ta? Cái màu lá khác nữa. Đó cái cây này với cây đằng sau, cái cây này cái lá nó màu đen đen tím tím. Còn cái cây đằng sau nó màu xanh, mà sao cái lá cái trái nó cũng màu đỏ giống y chang à. Đây nè, em sẽ tặc trái này. Đây bụi mọi người ơi, lâu rồi quá chừng luôn. Chị ơi ngọt quá à, ăn không? Ngọt lắm chị ơi, này nó bị chói nắng đây. Giống như nho vậy á, đeo nè, trời ơi giống như cherry nha. Trời ơi coi nè, trời ơi cái chùm này nó trái
đặt cái cây luôn. Trời ơi, mê quá. Không biết mấy chị có ăn không ta? Hái bọc ăn không? Sao mà cái cây này nó tốt dữ thần ta. Đây nè mọi người ơi, coi nè, dễ sợ chưa. Úi cha cha, đây nữa nè, nó nằm ở dưới đất luôn á. Chui chi cho xa xôi, nó nằm đây. Đây nè, chim nó ăn nè mọi người nè, chim á nó ăn á. Để hái thử một trái gần chỗ cái trái con chim nó ăn thử coi ngọt không. Người ta nói cái chim nó ăn nó là ngọt á, con chim nó ăn á là ngọt. Ok, trời ơi mê luôn á. Nói chung là cành nào cũng có trái hết nha mọi người nha. Đây, cành nào cũng có trái luôn, không có cái cành nào mà không có trái hết. Nó giống như cherry vậy mọi người ơi, nhưng mà trái nhiều hơn nữa nè. Nó đến cái đuôi luôn, vẫn còn là đến cái, không phải cái đuôi cái gì. Trời ơi, tiếng Việt của em. Đây, đến hết cái cành luôn á mọi người ơi. Đây, lá này kỳ quá, che hoài. Đây nè, đó. Trời ơi là trời. Nói chung là cái cành nào cầm lên cũng có trái hết á, không có cái cành nào mà cầm lên không có trái hết nè. Cái này phải được Tết á ha. Tết mình hái cho mình trưng ha. Màu đẹp nè. Nắng mọi người. Nắng. Đây nè. Nắng hai chị em. Wow, ngọt. Chung vô hái ngọt. Đây nè mọi người. Ngon ơi ngon. Em cũng ăn chứ hôm bữa đi ăn cherry nha mọi người nha. Đây thấy chưa? Nguyên một. Em tức quá. Đây. Đây nè mọi người. Ôi cha cha. Để trên mặt tôi không ạ? Không đâu. Dính về cắt ra. Ai cũng sợ dính mặt mọi người ơi. Ai cũng sợ dính mặt á, không ai muốn nổi tiếng hết trơn á. Biết không, sao vậy? Đây. Mặt đẹp quá mà. Ù ù. Cái thằng này kỳ quá à. Cho mày ra đi. Đây nè. Trời ơi. Chịu nổi không? Đây. Ăn. À. Ngọt. Đây. Ngọt mọi người. Gì thử xem ăn cái cây. Đó. Gì chị? 31 dì Thư mang trái cây tới. Ngọt ơi ngọt luôn, ngọt lắm lắm luôn. Mẹ em bị nắng quá mọi người, quên sức kem chống nắng. Không phải quên, mà lố giờ rồi, sức từ sáng sớm tới giờ. Không có một cái cành nào mà không có trái nha mọi người nha. Đây, trời ơi trái đây mọi người ơi. Nó nẹo 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 luôn. Nẹo cây nẹo cành luôn mọi người. Ăn trái nữa. Trời ơi. Ăn kiểu cà chớn không hái. Ú su 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 nó rớt. Đây nè, rớt ra. Nó rớt ra mà giờ cái cành này nó nẹo, nó dính trên cái tay vậy luôn rồi. Đây nè. Đó. Nãy giờ quay như vậy mọi người thấy mọi người mới thích chứ. Đây nè. Nó dính mọi người ơi. Nó dính trên cái tay em, nó nặng vậy luôn nè. Dạ, giờ bỏ nó ra mới ăn được. Dính lá dính đồ tùm lum hết. Đây. Trời ơi nhiễu. Ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Nó ngọt chứ nó không có chua. Cái cây màu vàng hồi nãy nhà hàng xóm nó chua lè. Cái này nó ngọt lắm. Đã ghê không? Quẹo ở đây nắng mọi người. Ở đằng sau cũng có.
Biết sao em quay qua hướng đó nắng quá. Hái một cành là muốn đầy bịch luôn mọi người. Đây nè, bị nắng mà chói. Đây, trời ơi, đây mọi người ơi, mê luôn chưa. Đây nè, bên nó nắng nó chói em quá. Tại đi buổi chiều á, nắng nó cứ lấm đớm. Trời ơi, đây nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái cây đằng sau không? Nè, khủng khiếp luôn. Đây, em quẹo qua bên đây. Đây đó, nói chung là nhiều, nhiều hơn em nghĩ. Nói chung là rất rất là nhiều nha mọi người nha, nhiều hơn sự tưởng tượng của em. Dễ sợ chưa, đã luôn. Đây nè, nói chung là không có cầm cái cành nào mà không có trái nha mọi người. Đây nè, cành nào cũng có trái hết trơn nè. Đó, mê ha mọi người ha, không có cành nào không có trái hết, cành nào cũng có trái luôn. Đây cái cành nè. Nói chung là em rất rất là mê luôn. Mà nãy giờ ăn bên kia no quá rồi, giờ ăn hết nổi rồi mọi người. Mà ngon lắm. Chị em chỉ đang đứng hái. Chị nói một cành là đầy một bịch luôn rồi đó. Dễ sợ. Đã ha. Chiến lợi phẩm nha mọi người nha. Chiến lợi phẩm của chị em. Không, của mình chỉ hái à. Em đứng em lo em sầm sàm em quay thôi. Đây, qua hơi bị nặng. Nặng ghê. Đã lắm. Trời, cái chanh nè. Cái chanh thái nè. Nè, sẽ là trái nè. Chanh cái chút xíu mà ra trái ha. Cái chanh chút chí. Ủa, cái này như hai giống á chị ơi. Hai giống hả? Hai giống. Nè, cái này cái lá số 8 nè, thấy không? Còn cái này cái lá thường nè. Chắc là ghép á, cái cây này ghép á. Đây, đây là cây lê nha mọi người nha. Cây lê nãy em quay đó, nó chưa chín. Nó chín là nãy giờ nó chết rồi. Hên quá, nó còn sống. Đây là cây nãy giờ hái nè. Đó, nó màu, nó nhỏ vậy thôi mọi người. Mà cái cành nào cũng đầy trái hết. Nhưng mà nó ngọt nha. Chứ còn mấy cái trái mà ở ngoài đường á, ở ngoài đường ở bên này á, đi mấy cái freeway á, rất là nhiều cây dại luôn mọi người. Lê, táo, lâm, mận này đều có đủ hết luôn á. Nhưng mà có chỗ nó chua lắm. Đây nè, cái này có được một trái. Để thấy được một trái. Ôi, hai ba trái luôn. Trái này không biết zucchini á chị. Em không biết tiếng Việt là cái gì. Đây nè. Ui da, đà gai nó đầm. Đây nè, trong đây nó cũng có trái nè. Chắc như cái này giống xanh á. Đây, trái thấy vậy cũng nhiều không chị ơi. Mình coi gần cho nó cũng có nè. Nó đó. Đó. Ôi, cái trái gì bự quá thôi ơi. Đâu? Ây, trời ơi, trái bự quá. Ồ, đây nè, du cái này. Trời đất ơi, sao mà nó bự dữ vậy nè. Vậy là cái này bị lẳng quên. Đây. Ôi giời ơi. Ủa, mọi người có thấy không vậy? Không, cái này chắc để quên hay để giống gì ta. Mọi người có thấy không vậy ta? Đây nè, đây nè. Tại do là bị chói nắng. Trời ơi, cái trái này chắc phải hơn 2 gang tay á. Wow, bự quá ha. Trời. Vậy là chắc là nó cái gì á, nó mới ra, nó màu xanh đó, xong nó vàng đó. Ở đây nè, trái đó nè. Đây nè. Đó. Đây nè. Nhưng mà cái này trái nhỏ, cái đó là chắc bị già, chắc là nó quên hay là nó bị sót hay là để giống, không biết nữa, mình cứ hay là không mà tại nó đâu có nhà đầu hỏi. Đi làm mà. Đó, đây nè. Đã ha. Wow, sao đã. Thôi, tặc được bịch mận rồi, đi về thôi. Vườn nhà ai cũng thấy mê tít. Hai trái cà chua đã chín và đã héo. Đây nè, đây cũng có nè. Tại vì mình đi giờ này sớm quá, chói nắng quá. Bắp nè. Ở đây á, 8 giờ rưỡi vẫn còn nắng mọi người. 8 giờ rưỡi, 9 giờ vẫn còn nắng chang chang. Cái chậu bông ở lồng đèn nè mọi người nè. Đó, chậu bông lồng đèn nè. Đã, gió quá. Nè, cái bông này hôm bữa đi farm á, nhiều lắm. Nhưng mà không có cận cảnh được. Nè, nào có nó màu tím nữa. Xong rồi mọi người ơi, bây giờ em đi ra rồi. Nhưng mà em chưa bay được. Là tại vì ở đây
Em thấy cái bông, cái bông của cái cây thuộc bài mọi người. Đây, bông của cây thuộc bài nha. Gió quá, ôi ôi. Gió mọi người, gió mà em sợ luôn á. Giống như hôm bữa mà cái trampoline á, nó văng ra ngoài luôn, nó bay qua bên này luôn. Đây là mọi người, bông màu tím nè. Đó. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người video tới ha. Bye bye. Đi ra xe. Vẫn thấy hoa tím em vẫn thích.